Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Tung Tăng Khắp Miền. Bây giờ thì tôi đang ở bờ biển Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Và trước mặt chúng ta đây chính là biển Mũi Né. Các bạn nhìn thấy dưới gốc cây dừa kia đó là những cái thúng. Và đây là cái phương tiện mà những ngư dân bám biển hàng ngày mưu sinh ở đây. Thì chiều hôm nay tôi sẽ đi chính cái thúng này để đi bẫy cá mực ở trên biển. Và không hiểu là cái cảm giác lênh đênh giữa biển khơi, sóng nước, ngồi trên cái thúng nhỏ này thì cảm giác nó sẽ như thế nào. Chắc hẳn là sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị đang chờ đợi ở phía trước. Bây giờ bắt đầu hành trình đi ra biển để bắt mực bằng bẫy. Đây là người đồng hành cùng tôi là anh Sơn, người ở địa phương. Cảm giác sóng biển khá to. Bây giờ đi ra biển nên là đây mọi người nhìn thấy không có giày dép gì cả, là đi chân đất nhá, để cho nó dễ lội nước với lại là đi bờ cát. Rồi em này, khi vô là bỏ hai tảng lên ngồi đây nha. Vâng. Em mà anh mà có mực á thì em nhích qua một bên một xí. Vâng. Lên cái bóng để bắt mực. Vâng. Em hiểu không? Dạ. Bây giờ hai anh em ra thì em ngồi đây. Vâng vâng. Và khi có mực á em lết qua kì xí. Em xích cho kia để anh ấy. Dạ. Để lên cái bóng để bắt mực. Vâng vâng. Rồi em lên đây. Rồi em lên trước nhá. Rồi lên trước anh, lên trước anh. Đấy. Đi trước anh. Ngồi như anh nói, ngồi quay mặt đây. Rồi. Đó, ngồi như đó. Đó. Đây. Ok, bắt đầu đi ra. Ok, bắt đầu ra khơi. À chà, nghe có vẻ lắc kinh đấy. Ui giời. Ngồi đây, ngồi sao nó. Bình thường nữa đâu. Ngồi bình thường đấy, không sao đấy. Vâng. Rồi ok, em ngồi nhé. Ngồi y nha, bỏ cái này ngồi bình thường. Rồi. Đấy. À là do lúc đấy là do nó cái đầu sóng nó giáp bờ nên là nó. Đây cũng là bình thường đấy. Vâng, vâng. Bây giờ nó đang lắc quá nên là chưa quay ngược cái camera lại để cho mọi người xem là anh Sơn đang như trèo như nào. Hai anh em đang quay lưng vào nhau. Trong sóng nó đưa mình lên cao, ngất ngư rồi. Nhìn như thế thôi nhưng mà trèo như vậy mà cái thúng này đi khá là nhanh. Ngoằng cái là khoảng 200 mét rồi đấy. Đấy, xuất phát từ cái chỗ hàng dừa kia mà bây giờ ra đây cũng phải 200 mét rồi. Đây cái can này là để bắt được mực thì sẽ cho vào trong này. Đấy mọi người nhìn thấy cái hàng các cái can nhựa với chai nhựa nó nổi một dãy chưa? Đấy là người ta đánh dấu. Cái này là lưới đấy là hay là bẫy gì anh? Bẫy tôm hùm. Bẫy tôm hùm à? Đấy các cái chai nhựa với can nhựa này. Tôm này là bẫy tôm giống hay là bẫy tôm to thịt? Tôm con. À. Là, thành à, đây là đi các cái phao bằng chai nhựa này là người ta bẫy tôm hùm giống. Thấy có hiện tượng gì không? Không ạ. Hả? Chưa, không thấy hiện tượng gì. Đi tàu chim thấy là phía tàu. Vâng, thấy bình thường đấy anh ạ, không cảm giác gì cả. Chị... Nó có vâng. không. Thực ra là không sao cả, nếu chỉ cái quả với cái ban đầu là mình mới lên là nó hơi trồng trành. Nhưng mà khoảng 15 giây sau là ok. Như đến như thời điểm này là ngồi là biết cân bằng, biết nhún người rồi đấy. Hả? Ở được. Đây, bên đây là cũng có một bạn thuyền. Kéo à? Vâng.
Hy vọng chuyến đi của buổi chiều nay sẽ anh Sơn sẽ đánh bắt được nhiều cá mực. Bây giờ mới dàn đây bắt đầu sóng nó đỡ thì mới quay được cái camera cho mọi người cùng xem. Đây hai anh em tôi đang lênh đênh trên biển. Phía sau là cái đất liền đấy. Từ đây vào đó chắc khoảng 500 m. Đấy, chỗ này là đây là đang trên cái thuyền, à quên, mình cứ nhầm, đang trên cái thúng. Ban đầu ra đến đây là đang gỡ đây. Nhưng mà vừa rồi là chưa được con gì. Thông thường thì ở đây chiều khoảng mấy giờ thì nó tắt nắng anh nhỉ? 5 giờ. À. Đây, lúc này thì vẫn còn nắng khá gắt đấy. Đấy, cái cảm giác sóng nó đánh cái thúng này nó lênh đênh chập chờn. Nếu mà ai không quen thì chắc chắn là say. Mình thì không thấy vấn đề gì cả. Để điều khiển cái thúng này thì là có một cái mái chèo. À, mấy cái con mà nó nổi ý, kia là con sứa đúng không anh? Đúng rồi, sứa. Nhiều nhỉ đúng không? Sứa đấy có ăn được không? Không, không ăn được à? Sứa độc à? À, cái sứa đấy là ngứa, nếu mà tắm biển mà bị con đấy là ngứa đúng không? Thảo nào nó cứ nổi vật vờ, nhìn như cái bao ni lông nhưng mà nó là sứa độc. Vì là cái thúng nó nhỏ mà sóng nó to nên là nó rất dập dềnh. Video nó không được mượt nên là mọi người thông cảm nhá. Đấy, đây là cái bẫy. Mình có tổng cộng bao nhiêu cái bẫy này anh? 14 cái. Tổng cộng 14 bẫy, bây giờ mới dỡ được 2-3 cái thôi, nhưng mà chưa được con gì. Rồi, đã được. Đấy. Đấy, cái bẫy đấy mọi người nhìn thấy chưa? To chưa? Ok, ui dồi. Đấy, từ từ bây giờ ngồi lại bắt đầu mới quay lại cái con mực cho mọi người xem. Ui, con này to thế. Con này chắc phải có khi phải 7-8 lạng chứ không ít. Đây, sản phẩm vừa mới bắt được nó đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Một con mực. Mực này là mực lá nhá. Đấy, nó phun mực ra đen xì ra trong cái can nhựa đấy. Đây, cho mọi người nhìn xem là cái bàn tay của tôi này. Đấy, bàn tay tôi chỉ bé bằng 1/3 thôi. Chỉ ước lượng do mình quay cái tay này nằm trên, chắc là con này khoảng gần 1 ký đấy. Ai mình sẽ đứng đây để mình quay ngược lại cho mọi người xem. Đây, anh Sơn anh ấy đang trèo cái
thúng này. Đấy. Nãy mình ngồi kiểu kia thì nó đỡ dập dành, nó cân thuyền. Nhưng mà khó quay được các cái đánh bắt ở trên đây. Bây giờ mình đảo ngược lại, mình quay thế này. Ngồi này là hơi khó chịu tí nhưng mà video đẹp hơn. Đấy, bắt đầu đến tiếp đến. Ui, nó lắc kinh hồn luôn. Khả năng phải quay về đúng vị trí thôi chứ không ấy được. Đấy, vừa rồi lại được thêm một con nữa. Đấy. Con thứ hai thì có vẻ nhỏ hơn. Mình để cái này liệu nó có sống được không rồi anh? Hả? Nó có sống được không? Không ạ. Anh nhiều nhiều lăn đổ nước vô từ từ. Cho nó sợ đó, nó đổ nước vô nó xịt ướt vô mình nó đó. À rồi nó phun nước đúng không? Đúng rồi. Cho nó hơi nhiều nhiều chết á. Vâng. Đổ nước vô cho nó bớt xịt. Vâng vâng. Cái gì ở đây sống mà đổ vô nó xịt đầy mình đó luôn á. Kinh nhờ nó phun cái mực này ra mà đen đen cả một vẹt biển đúng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nó mà đổ nước vô phun đen mình đó luôn á. Vâng. Nên thôi không chơi, cứ phải cẩn thận, nhốt ở nhà kỹ đã. Đây, mình vừa ngồi chỗ này thì quay cái góc quay nó hạn hẹp quá, vì thực ra là cái thúng này nó rất là nhỏ. Nên là không nó không có không gian. Nếu mà đi câu mực thì cũng câu bằng cái thuyền, cái thúng này luôn đúng không anh? Đúng rồi. Rồi này cờ cuối á. À. Cái cuối cùng á. Đây là cái bẫy cuối cùng đây. Đúng, đầu kia mấy cái nữa. Anh dỡ từ từ thôi. Để em quay cho nó đẹp. Ấy. Có không? Có luôn. Hả? Đấy, cái bẫy này không được gì thôi lại thả xuống. Ngồi ở trên thúng lênh đênh trên biển xa bờ thì cũng khá là thú vị. Nhưng mà mình phải thừa nhận là công việc cũng là vất vả chứ không phải là đơn giản. Đấy, đặc biệt là với cái thúng mà chèo tay với cái trong điều kiện mà sóng gió to này thì cũng khá là mệt đấy. Bây giờ thì đã hết bẫy rồi thì mặt trời cũng bắt đầu là xuống núi. Bây giờ là anh em là đang trên đường vào bờ. Khung cảnh về chiều ở trên biển Mũi Né cùng với lại ngư dân đi đánh bẫy cá mực. Đây, cái điểm xuất phát là ở cái hàng dừa chỗ kia. Còn khoảng 100 mét thôi nhưng bây giờ đang rửa thúng. Đấy. Mực bắt đầu là nó... Úi dồi ôi! May quá! Né cái máy quay ra không thì thôi, quả vừa rồi thì... Cẩn thận anh, không có nó phụt phát ướt hết luôn. Đây. Mọi người nhìn đây, nó phun mực cái thuyền này. Đấy. Quần áo chân của tôi đây. Ui giời. Em nổ lắm ngoài chứ dữ ấy. Dạ. Từ từ đã anh. Chỗ giữa đây thấy còn đang. Anh rửa cái này đi.
sản phẩm của buổi chiều nay là đấy, con này nó vẫn còn phun mực ra. Nó dữ, từ chết rồi. Ừ. Ui, mình để chân này mà nó cái dâu nó bám xuống thuyền chắc rồi, nó bám cả vào chân này. Dữ. Còn to kia. Đấy. Ui, cái dâu nó bám vào chân mình này. Mày có nhả ra không? Tên mực khốn kiếp này nó phun phát ướt hết đen nhẻm quần áo này. Rất hợp lý khi mà ra đây là mặc quần đùi đi chân đất chứ không để hôm nay thì ướt hết. Đã lên bờ. Bay luôn. Nhưng mà nó lắc lắm. Đây, thành quả của buổi chiều hai anh em tôi đây. Mực này mực lá hoặc này? Lá này mực lá. Lá. Cũng có cục bự á. Ừ, con kia hơn cân. Ừ. Đồ. À. Đấy. Ok. Quá bự. Bây giờ tôi với anh Sơn sẽ về nhà anh Sơn và sẽ xử lý cái con mực này luôn. Đấy, bây giờ là hai anh em đi xe máy về. Cái kia để luôn ở giữa được không anh? À, được chứ. Không, đây. Vâng. Đây là nhà anh Sơn. Bây giờ ra đằng sau xem chị chế biến mực tươi. Đúng dân biển chế biến mực xem mà thưởng thức ngay tại chỗ xem là cái mực này nó ngon như thế nào. Chị ngồi xích trong bên đây em quay chị được rồi, chị ngồi thấy được không? Cái hai quả này là cái hai quả này sao cho Mỹ? Ừ. Đấy. Đúng là vừa nó tươi nên làm cái sao cho Mỹ hay? Cái con mực này thịt nó trong vắt. Lấy cái dao cho Mỹ cắt ở đây. Bây giờ làm một con ăn hấp đúng không? Vâng. Giờ một con ăn đấy ăn thái sống ha. Vâng. Dẻo nhỉ, nhìn nó dẻo như kiểu như là mứt dừa non đấy nhỉ, đúng không? Lấy gì? Lấy tiền Mỹ thôi. Đấy, bây giờ là sau khi làm xong thì hai anh em tôi đang ngồi bắt đầu chuẩn bị thưởng thức cái thành quả của buổi chiều hôm nay đi bẫy mực ở trên biển Mũi Né. Bây giờ quay cận cảnh lại cái con mực mà nó còn nháy cho mọi người xem nhá. Cái mực ở trên cái da của nó nhấp nha nhấp nháy này, cái này gọi là mực nháy nhá. Đúng chưa? Đấy, em trai né né cho nó ánh sáng nó rõ tí. Dạ, dạ. Đấy, nhìn thấy nó nháy nháy cái mực ở trên cái da chưa? Tươi như thế. Mà con mực này là nó cắt ra rồi một lúc rồi nhá, một tiếng rồi đấy. Chào. Dạ, em chào ạ. Đây, thưởng thức cái nháy nháy đây, cái miếng nó nhấp nháy này. Nó còn cục rớm ấy. Ừ, đấy. Chăn nhá. Nằm chăn nhỉ? Chăn vô đó, em nhắm chăn vô. Này. Chăn vô, ok, cho miếng chanh đi. Đấy. Để anh cho vào nhé. Ừ. Cho tí chanh vào cho nó có vẻ nó tiệt trùng hơn. Ăn không? Đi đâu? Dạ, chấm đi đâu? Đây, chấm cái nhỏ ra vậy. Chấm nước mắm này. Giòn giòn dai. Đấy, bây giờ thì anh em chúng tôi bắt đầu là mọi người dùng bữa tối. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại ở trong video tiếp theo. Xin chào tạm biệt mọi người nhá.